trên phố vắng, ngược lối cơn mưa chiều dần dần. Ai tìm ai dưới chăn, nghiến bóng ngõ dài vằn vặt. Ai đặt tên cho ký ức là nỗi đau của ngày hôm qua. Ai đặt tên chúng ta là người lạ. Rồi thì xin chào anh chị bạn quay trở lại kênh YouTube Ken Audio của em. Đó thì video hôm nay em sẽ test chất lượng của con mic 92S92 tại Ken Audio của em. Đó, trên dòng nhạc nhẹ nhàng ha, nhạc trữ tình. Đó, nhạc trẻ nhẹ nhàng trữ tình thôi. Đó. Thì em dùng cái chế độ vang hình như là cái chế độ vang reverb nha, chứ không phải echo nha anh chị bạn. Con này có thể chỉnh echo được ha, tùy theo sở thích, tùy theo từng cái dòng nhạc anh chị muốn dùng con nào. Nhưng mà cái test hôm nay thì em dùng là test theo kiểu reverb nha. Rồi thì dành cho anh chị chưa biết, lần đầu tiên vừa mới biết đến bên Ken Audio của em, thì ngoài cái dòng mic karaoke cầm tay như thế này, Bluetooth cầm tay như thế này, em còn có những cái dòng mic karaoke không dây nè, rồi các cái bàn mixer nha anh chị bạn. Rồi các cái bộ hát thu âm livestream nữa, phụ kiện về thu âm livestream đầy đủ hết, âm thanh điện tử có đầy đủ anh chị bạn. Đó, anh chị bạn có thể liên hệ vào số hotline nè, hoặc là nhắn tin Zalo cùng một số điện thoại đi luôn. Đó là 0932075612 ha. Rồi địa chỉ bên em là ở quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Anh chị nào ở gần quận Bình Tân có thể ghé trực tiếp bên cửa hàng của em. Có gì anh chị bạn cứ nhắn tin Zalo nha, em sẽ cho địa chỉ. Đó. Rồi bây giờ xin mời anh chị bạn mình cùng ha. À, nói chung là cũng gần cuối năm nên công việc lu bu nhiều anh chị bạn, nên là em quay đây là em quay em hát test, nhưng mà chủ yếu em lấy cái hình là em quay vô con mic nha, chứ em không có lấy cái hình cái mặt em. Tại vì lên hình thì nó phải quần áo rồi nói chung lên hình thì nhìn nó phải cho được chút anh chị bạn, nên mà không có thời gian nên là em sẽ quay nhanh là em quay vô con mic đây, với lại cái màn hình điện thoại em hát nè, màn hình cái bài hát đó. Đó vậy nhanh như vậy. Ai tìm mãi trên phố vắng, ngược lối cơn mưa chiều dần dần. Ai tìm ai dưới chăn, nghiến bóng ngõ dài vằn vặt. Ai đặt tên cho ký ức là nỗi đau của ngày hôm qua. Ai đặt tên chúng ta là người lạ. Có vài đêm qua thức chăn, để gấp con tim làm hai ngăn. Ngăn phải một nỗi đau, còn ngăn trái chưa hạt nhiệm màu. Kiếp san man đến làm quả cổ dâu, giờ mãi kia xuyên phai màu ảo nhau. Anh đợi em, anh chọn ngăn nỗi đau. Ngày hôm ấy em đi trong mưa, thế nhiên lại quên tim không khóa cửa, để cho mưa lân la hỏi thăm, lén vào chợt đi nghe trong nắng. Ngày em đi theo cơn mưa ngâu, bay chim lát cơi không hoan tìm nhau. Ai đông ai đêm hết bao gió sâu. Hỏi mùa thu đang du miên man, mỗi năm mùa rơi bao chiếc lá vàng. Liệu có biết ở nơi nào không có là nào trông như lá diêu bông? Này diêu bông ơi hơi diêu bông, bình minh chưa hết tôi phải tìm sâu, vì mai người ta đã đi lấy châu. Giờ mãi kia xưa mãi hoa hoa nhau.
khóa cửa, để cho mưa lân la hỏi thông lên vào chỗ đi kêu trong. Ngày em đi theo cơn mưa ngâu, bay chim lát cái không hoan tìm nhau, hay đâu ai đêm hết bao gió sâu. Hỏi mùa thu đang du miên man, mỗi năm mùa rơi bao chiếc lá vàng, liệu có biết ở nơi nào không nào trông như lá diêu bông. Diêu bông ơi hơi diêu bông, bình minh chưa hết tôi phải tìm sâu, vì mai người ta đã đi theo trông. Ngày hôm ấy em đi trong mưa, thế nhìn lại quên tim không khóa cửa, để cho mưa lân la hỏi thăm lên vào trường đi khi ướt trong năm. Ngày em đi theo cơn mưa ngâu, bay chim lát cánh không hoan tìm nhau, ai đâu ai đêm hết bao gió sâu. Hỏi mùa thu đã thu miên man, mỗi năm mùa rơi bao chiếc lá vàng, có biết ở nơi nào không có là nào trong nhà. Anh diêu bông ơi hơi diêu bông, bình minh chưa hết tôi phải tìm sống, vì mai người ta đã đi lấy chồng, vì mai người ta đã đi. Rồi thì vừa rồi là em đã hát test thử cho anh chị bạn cái chất câm trên con 92 này, với cái dòng nhạc đó là nhạc trẻ trữ tình nhẹ nhàng ha. Đó, với cái chế độ vang là reverb đó, thì con này có chế độ vang echo nữa, để chế độ vang echo cũng rất là ok ha. Đó, thì anh chị mình thích chế độ nào thì mình chọn chế độ đó thôi. Đó, còn em sẽ báo giá con này, đó là em báo giá đâu đó tầm trong cái khoảng thôi nhanh như bạn. Còn mình thực sự có nhu cầu á thì mình gọi điện em sẽ cập nhật cái giá chính xác. Đó, nó chênh lệch cũng không quá nhiều đâu anh chị bạn, nó dao động trong đâu đó tầm khoảng giữa khoảng 600 mấy đến 700 nha. Đó, dao động trong khoảng đó. Rồi, rất cảm ơn chị bạn đã dành thời gian xem hết video clip này, cũng như là đã luôn theo dõi và ủng hộ bên kênh audio của em. Rồi, xin chúc anh chị bạn nhiều sức khỏe, luôn vui vẻ và thành công trong công việc. Xin chào và hẹn gặp lại những video lần sau.